quay trở lại. Em luôn nói với anh thêm một câu rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Rồi, xin chào tất cả các chị gái có mặt trong buổi live stream giới thiệu sản phẩm hệ thống thời trang Queen Fashion sống mãi có thể ngày nay được không ạ? Rồi, em chào Phương Phương này, chào Phạm Kim Hoa này, em chào chị gái Thu Huyền nha. Chị gái nào đang nhìn thấy em rồi, mình nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm nhá. Em chào chị Yến này, chào chị Sen Xíu, chào Quan Tâm Trường luôn. Ai nhìn thấy em rồi, mình nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm đi nào. Rồi, hello Hiền Tài luôn, chào Như Quỳnh này, em chào Văn Hồng này. Rồi, chị ơi, nhanh chóng nào, chị gái đang nhìn thấy em rồi, nhanh tay cho em xin một dấu chấm nhá. Hôm nay bán một cái set một cái váy yếm nha, váy yếm rất là xinh luôn, rất là đẹp các chị nha, có 3 màu. Rồi cái đầm này hôm nay bán là 29.000 thôi, chỉ 29.000 có 3 màu luôn. Các chị ơi nhanh chóng vào cái livestream của em nào. Hôm nay mà chị nào mà không xem cái livestream của em thì đúng là quá tiếc luôn ạ. Chào chị là Tôm Tít này, chào Như Quỳnh, chào Lý Nguyễn nha. Em chào Thanh Nhàn, chị ơi em xem 10 lần rồi, ok Kim Hoa luôn. Rồi em chào tất cả mình luôn, các chị ơi nhanh chóng nào. Các chị có nhìn thấy rõ em không ạ? Hôm nay bán cái váy vô cùng xinh các chị nhá. Có chị nào nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm đầu tiên nha. Chào chị gái Linh Nguyễn, chào Thủy Minh luôn. Rồi cái váy này có 3 màu nhá. Có 3 màu dưới 58 cân lẽ bao vừa, cái váy quá là xinh các chị ơi. Nhanh chóng comment đặt hàng đi. Em bắt đầu chốt đơn hàng ngay từ những giây phút này rồi nha. Rồi chào gái họ Phạm màu xám này, chào chị Linh Nguyễn có thấy chị luôn. Có thấy tất cả các chị này cho em cái đen chị ơi, cái đen này đúng không ạ? Rồi nhanh chóng comment đặt hàng cho em nào. Chị nào lấy một cái thì là 29.000, lấy hai cái là 50.000 và em sẽ miễn phí giao hàng cho chị nào mua hai cái nha. Nên mình mua luôn hai cái thì chỉ 50.000 các chị nhá. Và em chỉ bán trong cái livestream của em ngày hôm nay thôi, có thấy ngọt thơm nha. Bán áp dụng cho chị nào chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ cho em đi nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em và ít nhất là 10 nhóm các chị yêu nhá. Rồi chào Phạm Vũ này, chào Ngọc Duyên này, em chào chị Nguyễn Thảo có thấy chị luôn, chào Hoàng Nguyễn ạ. Tất cả các chị ơi em có thấy tất cả các chị luôn này. Bây giờ comment đặt hàng đến chốt nha. Và mình nhớ phải comment đi, comment lại nhiều lần để tránh bị ẩn comment các chị nhá. Chia sẻ cho em nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai và ít nhất là 10 nhóm cho em nha. Một cái váy quá là thần thánh các chị nhá. Đây này, len Quảng Châu này, đó. Hàng em mua mình được mở hàng và kiểm tra thoải mái luôn. À chị ơi, hàng là free size nha, dưới 58kg bao vừa luôn này, co giãn này đó. Co giãn rất là tốt luôn, dưới 58kg bao vừa. Bắt đầu chia sẻ cho em đi ạ. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em nha. Một lần trên trang cá nhân bật công khai cho em này với ít nhất là 10 nhóm nha. 29.000 một cái, hai cái là 50.000 miễn phí giao hàng luôn. À rồi, dưới 58kg vừa chị Thu nha, cái này dưới 58kg là vừa này. Bắt đầu comment đặt hàng cho em nhá. 29k kèm một màu mình lấy, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân nào. À rồi ok, rất đầy đủ địa chỉ luôn. Thỏ con ơi, 29.000 một cái nha. Và hai cái chỉ 50.000 và miễn phí giao hàng cho ai mua hai cái luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rồi bắt đầu chốt nhá. Bắt đầu chốt đây, các chị nhìn rõ màu cho em nha. Nâu này, đen này, váy mặc là xám nhá. Em bắt đầu chốt đây này. Chia sẻ cho em đi nào. Phải chia sẻ các chị ơi, cứ lên người càng nhiều là bên càng bán nhiều các chị nhá. 29 mất rồi. Để em một lát nào. 29.000 một set này. Hai set là 50.000 miễn phí giao hàng luôn. Diệu Lan đây, 29.000 một set nha. Chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em. Ít nhất là 10 nhóm chốt hàng cho mình nhá. Ok, Như Quỳnh màu sữa màu xám này. Như Quỳnh mình có đơn luôn. 29.000 nha. 0963 này, 708 này, 229 này. Chị ơi giá bán lẻ là 29.000 nha. Chị đọc để cái inbox cho em nhá. Một váy là 29.000, hai váy là 50.000 và bên miễn phí giao hàng luôn. Ok, Đoàn Hạnh mình có đơn màu sữa luôn ạ. À, màu xám ạ. Màu xám, màu nâu, màu đen 29.000 nha. 0167 này, 293 này, 1537 có đơn luôn. 29.000 một cái chị nha, một váy nha. Hai váy 50.000 miễn phí giao hàng luôn. Dưới 58 cân bao vừa, tay bồng bềnh quá là xinh các chị nhá. À rồi ok, chị Hiền Tài màu xám có đơn luôn, màu xám này. 0163 này, 342 này, 5612 có đơn luôn các chị nhá.
chia sẻ thêm nha. Một lần trên trang cá nhân nào ít nhất là 10 nhóm trên nha. Thu Lê có đơn luôn, 0916 này, 588 này, 753 có đơn luôn. Chia sẻ nào, em có 3 màu cho mình chọn nha. Màu xám, màu nâu và có là màu đen các chị nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em. À chị Như Ngọc ơi, dưới 58 cân là mình sẽ vừa nha. Mình phải có một cái hắc tăng cho em nhá, là 29k là một váy này. Hai váy là 50.000 nha, chia sẻ cho em nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai ít nhất là 10 nhóm cho em nhá. Ok, chị Yến kêu màu xám mình có đơn luôn chị Yến nha. Màu xám này 0166303 này, 8162 có đơn luôn. Rồi Phạm Thùy Linh 50k 2 set nha. Một sữa một đen Phạm Thùy Linh có đơn luôn. 0167 này, 934 này, 5214 có đơn luôn. 2 set chị nhá, 2 set của mình luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên xem nào. Em có 3 màu các chị chọn nha. Màu nâu này, màu xám này và có cả là màu đen nhá. Dưới 58kg bao vừa. Rồi đem lắm. Dưới 58 tí là em bao vừa nha, em không xé được cơ. Rồi các chị ơi, nhanh chóng chia sẻ xem nha. Một để một lát nhá. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai xem nào. Và ít nhất là 10 nhóm để có thể chốt đơn hàng các chị nhá. Có tất cả 3 màu luôn. Màu xám này, màu đen và có cả là màu nâu nha. Chia sẻ nhiệt tình lên xem nào. Ok Hiền Nguyễn, mình có đơn Hiền Nguyễn này. 29.000 màu xám này. 0986 này, 101 này, 232. Mua hàng shop nhiều rồi, ưng ok Phạm Thùy Linh em cảm ơn nha. 29 như một set. 2 set 50.000 à, cho em căn màu nâu với á. Em chỉ có set ngắn thôi ạ. Đây các chị ơi, màu nâu này, đó. Nâu nhá, dưới 58 cân bao vừa lên 1k view cho em nào. Các chị ơi, có 3 màu luôn này. Màu nâu, màu đen và có cả là màu xám nhá. Len này, co giãn này. Dưới 58 cân bao vừa luôn. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em. Và ít nhất là 10 nhóm các chị nha. Lên 1k view cho em cả sườn may này, cả queen cho em nào. Hôm nay rất là vui luôn. Các chị chỉ cần tương tác thôi. Còn tặng quà thì cứ để đếm lo nha. Ok chưa ạ? Ok, chị San San có đơn màu nâu này. 0973 này, 531 này, 202 có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên trên nào. Ok, sen trương nâu mình có đơn luôn. 29.000 một set nha. Đã chia sẻ 30 nhóm. 0988 190 024 mình có đơn luôn chị ơi. 29.000 nha. Rồi tích cực lên game nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai xem nhá. Và ít nhất là 10 nhóm xem các chị nha. Rồi ok chị ạ. Đấy, rồi cả Phạm Lâm mình có đơn nha. Phạm Lâm màu nâu này. Rồi ok, 0949 này, 177, 177 này, 253 có đơn luôn. Rồi chia sẻ cho em nào. Một lần trên trang cá nhân thôi ạ. Và ít nhất là 10 nhóm cho em các chị nha. Chia sẻ lên cho em nào. Tin một bộ màu xám ạ. Màu xám để em lát nhá. Rồi màu xám đây. Tin một bộ màu xám này, một bộ xám này. Tùy các chị chọn thôi, chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Em lấy số điện thoại đã. 0986 này, 091 này, 143 luôn. Chia sẻ cho em nào. 800 rồi, 9k, 900, 1.000 cho em nha. Giá là 29 như một set nhá. Rồi các chị ơi, chia sẻ cho em đi để lấy màu lại cho mình xem nhá. 29 như một set, 2 set là 50.000 miễn phí giao hàng luôn đây ạ. À, đây là set liền các chị nha, set liền như này này đó. Màu nâu này, màu đen này, dưới 58 cân em bao vừa nha, 29 một set. À, màu nâu đây chị Hồng Hạnh nhá, một bộ màu nâu của mình đây. Chia sẻ cho em nào, một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em với ít nhất là 10 nhóm nha. Lên 1k view cho em nào các chị ơi, 1k view đi ạ. À, chỉ 29 một set thôi, 2 set là 50.000 nha. À, rồi ok chị ơi, cái này là liền chị nhá, set liền như này này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai ít nhất là 10 nhóm nha. Bây giờ chốt tiếp. Ok chưa, bây giờ em chốt tiếp này. 29 như một set nha. 70 cân không vừa chị ơi. Hai set mình lấy màu nào, bổ sung màu cho em nào. Phải có màu em chốt nhá. Có màu nâu, màu xám và có cả là màu đen nha. Ok, gia dụng thanh cảnh màu nâu này. Chia sẻ nhiệt tình cho em nha, gia dụng thanh cảnh này. 0988 190024. Rồi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Lên 1k view cho em nào, mãi mà không lên được vậy à. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân thôi. Mộng Thường màu nâu mình có đơn chị ơi, 29.000 nha. Chia sẻ cho em đi nào. Mộng Thường này 0963 này, 708 này, 229 này. Thảo Nguyên ơi chia sẻ cho em chưa? Phương ơi chia sẻ cho em nhá. Chúc sưởng may ngủ ngon, em đã ngủ đâu nào mà chúc rồi. Ok Thu Gấm đây một lát nha. Em bán mũ này trước này, chị nào chốt rồi nhanh chóng comment luôn địa chỉ cho em đi nào. Cho xin luôn địa chỉ rồi gửi luôn nhá. Phan Tuyết mình có đơn màu nâu chị nhá. Xin luôn địa chỉ nào, cho luôn địa chỉ đi ạ. 0164 này, 770 này, 8132 có đơn luôn nha chị nha. Cao Ánh màu đen này, chia sẻ lên 1k view cho em nào. Cao Ánh này 0961 này, 703 này, 221 này. Như Quỳnh đã chia sẻ nâu đen này. Ok Như Quỳnh này mình có đơn luôn để em lát nào. Trôi mất số điện thoại rồi. 0985 này,
125 này, 025 có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên trên nào, 1k view đi ạ. À rồi, em bán không được chi. À chị ơi, nhanh chóng chia sẻ cho em nha. Chỉ cần một lần trên trang cá nhân thôi. Hai bên lên 1k view trên nào. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em nha. Ok, Đào Nguyễn có đơn luôn, 29.000 rất là rẻ nha. 0988 này, 312 này, 203 này. Lên hai bên 1.000 trên nào các chị ơi. Ok, chị Nguyễn Hòa mình có đơn nha, 29.000 màu nâu này. 0962 này, 970 này, 337 có thấy hoa lê luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên đấy thêm nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em. Ok, 1.000 rồi. Sở Mai có thể lên 1.000 cho em nào. Rồi, ok, Cao Ánh mình có đơn. À, chị Hà Linh ngay 29.000 nha. 0379 này, 492 này, 103 mình có đơn luôn. Rồi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Các chị ơi phải chia sẻ để tránh bị ẩn comment nha. Tránh bị ẩn comment thì mình phải chia sẻ cho em nhá. Em có tất cả là 3 màu này đó. Màu nâu này, màu đen này, dưới 58 cân này em bao vừa nha. Chia sẻ tích cực lên cho em nào. Giờ may lên 1k cho em phấn khởi nhá. Rồi 996 rồi. Ok, Queen lên 1.500 cho em được không ạ? Có 3 màu luôn. Này, chất liệu các chị nhá, lên này đó. Rất là xinh luôn, 1k rồi. Nhanh chóng chia sẻ cho em nào. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em. À rồi, ok, chia sẻ mãi mà chưa được. Rồi chốt tiếp đây. Chốt rất là nhiều chị luôn, chỉ cần chia sẻ cho em thôi ạ. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai trên nhà. Và ít nhất là 10 nhóm các chị nhá. Rồi, ít nhất là 10 nhóm các chị nhá. Chia sẻ nhiệt tình em chốt tiếp nào. Một lần trên trang cá nhân thôi ạ. Rồi, ok, Trần Ngọc Anh có đơn luôn. Trần Ngọc Anh nhá, có thấy Ngọc Hảo này 29.000 chị ơi, Trần Ngọc Anh này 0961 này, 701 này, 229 nha. Rồi, nhanh chóng chia sẻ lên cho em nào. Ok, Phương Anh có đơn luôn, 29.000 màu đen nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em nha. Ok, 0984 này, 613 này, 001 có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các chị ơi. Nhiệt tình lên nha. 29.000 một set, 2 set 50.000 miễn phí giao hàng luôn. Rồi các chị ơi, nhanh chóng nào. Bây giờ cho em bán hàng một chút nha. À rồi, mình tiếp tục chia sẻ cho em nhá. Cuối livestream em công bố tiếp này. Cuối livestream em sẽ công bố tiếp nha. Bây giờ cho em bán hàng một chút nhá. Các chị dừng comment 29k 50k cho em. Bây giờ em bán hàng rồi này. Mã là V940 cho em nha. Từ 450 giảm còn 240.000. Rồi các chị ơi, mình dừng comment 29k cho em. Bây giờ bán hàng rồi nha. V940 từ 450.000 này, 450 này, giảm còn 240.000 cho chị nào comment đặt hàng ở trong livestream nha. Chỉ chốt cho 50 chị đầu tiên giá là 240 thôi ạ. Từ 450 giảm còn 240.000, mã là V940 cho em nhá. Rồi các chị ơi, cuối livestream em sẽ công bố tiếp này nên mình đừng rồi còn rời khỏi cái livestream của em nha. V940 240.000 từ 450 hôm nay giảm còn 240 cho chị nào comment đặt hàng trong cái livestream của em. V940 đây ạ, màu nâu này. Đây là set liền chị Duyên Phương nhá, liền đấy ạ. Rồi liền rất xinh luôn, hàng là len Quảng Châu nha. Mình được mở hàng ra kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán luôn. Mã là V940 cho em, từ 450 giảm còn 240.000 nhá. Rồi ok, xem xíu V940 màu nâu này, ok chị luôn. Giá là 240.000 ạ. À, từ 450 em giảm còn 240.000 nha. Phạm Vân ơi, 240 chị nhá. 450 hôm nay sale ở trong livestream còn 240.000 này. Ok, Thu Thủy màu xám chất hàng cho mình 220.000 nha. Rồi 240.000 chị nhá. Ok, vâng, Hiếu Quang chất hàng cho mình luôn 240.000, tâm tít chất hàng cho mình nha. Kèm màu cho em các chị ơi, kèm luôn địa chỉ hàng nhá. Chị Thiên Lý hệ giá là 240 nha. Từ 450 hôm nay em bán là 240.000. Comment cho chị nào đặt hàng trong cái livestream của em, mã là V940 nha. V940 màu nâu này, chỉ chốt trong livestream cho 50 chị comment thôi ạ. Ok, Vân Tây chốt hàng cho mình luôn 240 chị nhá. Phạm Thùy Linh chốt hàng cho mình này. Đỗ Đạt Trường Đạt chốt hàng cho mình luôn. Từ 450 giảm còn 240.000 và chỉ chốt trong cho chị 50 chị đầu tiên thôi nhá. Em chỉ chốt cho 50 chị đầu tiên thôi. Ok, Hương Lân lấy màu. Chị ơi, màu nâu chị nhá, bổ sung số 2 để chỉ hàng cho em nha. Mã là V940, giá là 240.000 nhá. V940 màu vàng màu nâu này. V940 màu đen và em mặc là màu xám nha. Ok, Nguyễn Nguyễn chốt hàng cho mình nha. Rồi ok, Thu Thủy chốt hàng cho mình rất đầy đủ này. Bổ sung địa chỉ hàng cho em nhá. Ok, em cảm ơn Thu Lê này. V940 màu nâu ạ. Rồi V940 màu đen nha. Từ 450 em giảm còn 240.000 nha. Ok, chị Thu Thủy chốt hàng cho mình luôn. Có thấy Min Lê nha. Chị nào lấy nhanh chóng bổ sung V940 cho em. Chị ơi, xếp nội thành Hà Nội là 20.000 này, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Xem xíu chốt hàng cho mình em 1m57 chị nhá. Tâm tít chốt hàng cho mình luôn. Chị ơi, em chỉ có xét ngắn thôi, tại vì xét dài nó khó mặc chị nhá. Mai Trang chốt hàng cho mình luôn. Ok, Thu Hoài Linh chốt này. Từ 450 em giảm còn 240 nha. Chỉ chốt trong livestream thôi ạ. Chúc Xuân em có thấy mình nhá. Ok, Thanh Huyền chốt hàng mình này, mong manh chốt cho mình luôn. Nguyễn Quyên chốt hàng cho mình. Chị ơi, đem một set liền nha. Đấy, hàng Quảng Châu này, kiểm tra hàng thoải mái luôn. Có thấy Chúc Xuân nha. Tâm tít này chốt hàng cho mình luôn ạ. V940 chị nhá. Từ 450 em giảm còn 240.000 nha.
À, rồi đưa sắp tới em xem mới đây chị ơi. Này, len Quảng Châu nhá. Len Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn, là tay nó bo như này này, tay bồng như này rất là xinh nha. V940 ship nha Trang 30.000 chị ơi. Và được mở hàng ra kiểm tra thoải mái cho em nhá. V940 màu nâu này, V940 màu đen này. Ok chị Nhi Nguyễn chốt hàng cho mình luôn. Rồi ok các chị ơi, tại vì phải ok chị Yến chốt hàng cho mình này, được kiểm tra hàng thoải mái luôn. À, mã là V940 cho em từ 450 giảm còn 240.000. À, chỉ bán trong cái livestream này thôi nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha. 240 chị Nguyễn Thị Thu nhá. Từ 450.000 giảm còn 240.000 và chỉ chốt trong livestream thôi. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu mới nha. Chị nào lấy cái váy này thì bổ sung là V940 cho em. Bây giờ em sẽ qua một cái set len các chị nhá, một cái set len rất là xinh luôn. À, Thúy Linh em không có cổ dài nha. Rồi bắp hạn để em lát nào. Mã là V940 giá là 240.000 nhá. Bây giờ em sẽ qua một cái set len rất là xinh, các chị đợi em 2 phút nha. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán các chị nhá. Mã là V940 cho em nào. Bây giờ em bán hàng và em sẽ mặc cho một cái váy mới, một cái set mới rất là xinh luôn. Rồi chị nào lấy cái set này bổ sung cho em nào. Lấy cái set này bổ sung cho em nhá. Cái set bao gồm cái váy body này đó. Một cái váy body như này nha, một cái áo này nha. Chị nào lấy cái váy vừa mặc thì V940 nha. Bây giờ em qua mẫu rồi nhá. Rồi một cái set như này các chị nha, một cái set len như này giá là 230.000 này. 230.000 nhá, một cái váy body, một cái áo nha. Mã là set 11 cho em nhá. À, được kiểm tra hàng chị Liễu Trần nha. Ok Thu Lê chốt đơn này. Em cảm ơn Ngố Tít Nhạn đẹp mà mập quá. Chị ơi mà mình mặc mình sợ mập thì mình mặc màu đen cho em nhá. Rồi đấy các chị ơi, một cái set len rất là xinh nha. Em có 3 màu đấy, cái set len này các chị nhá. Mã là V. Rồi cái set len này mã là set 0 à, set 11 cho em nhá. Giá là 220.000, 230.000 các chị nha. Một set bao gồm cái váy body này, đó. Một cái váy body như này nha và một cái áo các chị nhá. Mã là set 11 cho em ạ. Ok chị Trung Phạm, một cái váy lúc đầu em mặc là 240, mã là V940 nha. Cái set này là 230.000, mã là set 11 cho em. Chốt cho 50 chị đầu tiên comment đặt hàng luôn. Chị nào lấy cái này bổ sung là set 11 cho em nhá. Đây này, một set như này các chị nhá. Một set nó bao gồm như này, em rơi gần cho mình xem nha. Rồi chị nào lấy cái này bổ sung nha, là set 11 nha. Một set này bao gồm cái váy body này. Ok Ngố tiếp chốt hàng mình luôn. Chị Nhung Nguyễn ơi, ship nội thành Hà Nội là 20, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Dưới 58 cân bao vừa, Tình Lê chốt hàng cho mình này. Rồi chị ơi, ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Đây là set 11 các chị nhá. Bao gồm một váy body này. Set này cũng đẹp. Ok em cảm ơn Như Quỳnh nha. Mình có vừa Ngố tiếp nhá. Rồi ạ. Set 11 màu xanh các chị ơi, một set đấy ạ. Em mặc là màu nâu này, đó. Bao một cái váy body rẻ sau các chị nhớ. Và một cái vạt áo len bên ngoài như thế này. À, rồi chị quay gần hơn đi đây chị ơi. Hàng len chị nhớ, len rất là đẹp này. Đó, đây này len này. Rất là xinh luôn, các chị được mở hàng ra kiểm tra thoải mái nha. Mã là set 11 trên nào, chị lấy bổ sung nha. Có thể mặc trễ vai như thế này các chị nhớ. Đó, rất đẹp luôn. Set 11 màu xanh này. Set 11 màu sữa này. Set 11 màu đen ạ, 230.000 chị nha. À, rồi váy trước set 11 bạn cho mình xem lại với chị Thủy Tiên ơi, cái váy đấy là V940 cho em nhá. Đây ạ, V940 nha, 240.000 nhá. Rồi mặc vừa chị ơi, Nhung Hồng chốt hàng cho mình set 11 màu nâu này. Cái set em đang mặc là 230.000 các chị nha. Bao gồm một váy body, một cái áo len chỉ 230 thôi ạ. Chị nào lấy váy set em mặc thì bổ sung là set 11 cho em. Đây là một set các chị này, đó là một áo một váy như này này. 230.000 nha. Ok Loan Trần chốt hàng cho mình này. Chị ơi dưới 58 cân vừa nha. Mã là set 11 cho em nhá. Set 11 màu nâu này. Set 11 màu xanh ạ. Set 11 màu sữa này. Ok Hà Lâm chốt hàng cho mình luôn màu đen chị nhá. Em mặc màu nâu nha. Em ở Hà Nội chị ơi, mình được mở hàng ra kiểm tra thoải mái luôn. Set 11 đây các chị nhá. Đây này đằng sau sảnh. Rất là đẹp luôn. Rồi ok, chị nào chưa có số điện thoại để chị bổ sung cho em nha. V910 em chỉ có dáng ngắn thôi ạ. Mình thấp có mặc được không chị ơi, cái này nhá. Nếu mình cao thì mình mặc thành dáng ngắn, còn mình thấp thì mình mặc dáng dài cho em nha. Rất là xinh luôn, dễ mặc, em cũng thấp mà đi guốc vào ok chị nhá. Mã là set 11 cho em nha. Rồi em cao 1m57 rồi ạ, đây chị nhá. Đây này, set 11 màu xanh ngọc này rất là dễ thương luôn. Chị nào chưa có số điện thoại bổ sung địa điện thoại cho em nha. Set 11 em mặc màu nâu này. Một cái váy nhá, mình có thể mặc tách set, mình mặc luôn một cái váy này thôi cũng được. Hoặc là mình mặc thêm một áo này với cái quần khác cũng rất là ok chị nha. À, chị ơi 62 ký không vừa rồi, cái này dưới 58 ký nha. Chị Kiều Lê ơi, đây là một set chị nhá, là 230.000 là một váy này. Vòng áo nha, em bán theo set nhá. À, mã là set 11 cho em nha. Giá là 230.000 các chị nhá. 230.000 một set này. Chị nào lấy thì bổ sung là set 11 này, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nha. Rồi màu đen đi chị nhá.
màu đen này. Chị nào sợ béo thì mặc màu đen cho em nha. Và em có cả là màu sữa nhá, set 11 cho em nha. Váy lúc nãy em còn mã là V940 nha. Rồi các chị ơi, váy V940 đây. Chị nào lấy V940 thì bổ sung V940 cho em nha. V940 em có 3 màu nhá. Len vừa phải thôi cô nội phạm nhá. Vừa phải, không quá dày và không quá mỏng đâu. Nhưng cam kết quay máy giặt thoải mái cho cháu ạ. Rồi yên tâm hàng nhà em bán hàng bao giá bao chất cho các chị luôn. Nếu mà nhận hàng không ưng ý thì mình có thể không nhận các chị nhá. Bên cho kiểm tra hàng thoải mái trước thanh toán luôn ạ. Rồi V940 là 240.000 chị nha. Còn set em mặc là 230.000 nhá. Đây ạ. Đây là V940 2.4 này, V940 màu đen này, V940 màu nâu này và có cả là V940 màu xám nha. Ok Hoàng Nguyễn chốt hàng cho mình nha. Rồi chị ơi lấy set em mặc thì bổ sung là set 11 nhá. Lấy váy này thì bổ sung là V940 cho em. Em chỉ chốt cho những chị comment đầy đủ ở trong livestream thôi. Miền Nam mặc được thoải mái cô ơi, miền Nam thoải mái cho con nào. Rất là nhiều khách miền Nam Nha Trang Sài Gòn luôn mua của nhà em rất là nhiều lạ. Nên các chị yên tâm nhá. Được mở hàng và kiểm tra thoải mái. Len vừa phải, không quá dày và cũng không quá mỏng, rất là phù hợp với thời tiết mát mẻ của Hà Nội bây giờ và trong miền Nam nhá. Rất là thoải mái luôn cho em nha. V940 màu đen này, màu nâu này, 240 nha. Có vừa chị Thị Hải nhá. Rồi màu xám đi ạ. Chất liệu là len mịn nha. Rồi em mặc sang cái set này màu xanh cho chị nhá. Em mặc sang màu xanh nha. V940 cho em. Rồi chị Nguyễn Thị Hải comment cho em là set 11 màu đen đi ạ. Ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Em sẽ mặc sang set 11 màu xanh cho các chị nhá. Ok các chị ơi, màu nào cũng rất là xinh luôn. Phải có mã, có màu, số điện thoại, địa chỉ thì em mới chốt đơn hàng cho mình được nha. Em đang mặc ở set 11 màu nâu này, thật sự là len quá là đẹp luôn. Ôm body nhá. Mình không cần mặc một cái áo này bên trong cũng được. Mình mặc riêng một cái váy body thôi là nó đã rất là đẹp rồi ạ. Mình có thể mặc trễ vai này, đó. Hoặc là mình kéo lên chị chạy cho em nhá. Rồi rất là xinh luôn, chị ơi rất là cá tính nha. Rất là xinh luôn ạ. Chỉ 230.000 một set thôi. Chị ơi ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Rồi chị Ngân Ngọc ơi, cái V940 là dáng vừa phải, không xuông, không bó nhá. Đây ạ, đây nè. Nó chỉ bo bên trên thôi, bên dưới lại xòe. Rất là xinh luôn ạ. Rất là chảnh và tiểu thư nha, rất là đẹp luôn. Nói chung là cái này là siêu phẩm rồi, V940 nha. Ngọc Trân mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nhá. Chị có váy rồi, 1m46 mặc cái này cho em. Cái này dành cho những chị mà dưới 1m65 này, thì những chị mặc cao thì nên chọn set này. Còn chị nó hơi thấp thì chọn váy cho em nha. Ok, lụa phạm chốt hàng cho mình nha. À chị ơi, cái V940 em không có màu xanh, em có màu xám thôi ạ. Màu xám này, này không phải màu xanh đâu ạ. V940 váy là 240 nha. Rồi ok, váy này là V940 240.000 nhá. Còn set em mặc là 230.000. Em sẽ mặc sang màu xanh cho các chị xem nha. Rồi em mặc sang cái set này màu xanh cho các chị xem nhá. Chị nào lấy set em mặc thì bổ sung là set 11 cho em nha. Ok chị Quỳnh Vicky đợi em một lát nhá. Rồi em mặc lại màu xanh các chị xem nha. Chị nào lấy váy thì bổ sung là V940 cho em. Lấy set thì là set 11 các chị nhá. Giá là 230.000 một set này, váy là 240 ạ. Hàng len Quảng Châu cao cấp luôn ạ. Rồi ok, cái set này màu xanh ngọc thì quá là dịu dàng luôn. Chị nào mà mình da trắng một chút này thì mình chọn cho em cái tông màu xanh này nha. Quá là đẹp các chị nhá, mã là set 11 cho em nha. Set em mặc 1m50 có vừa chị ơi. Nếu chị nào cao thì mặc thành váy dáng ngắn nhá. Còn chị nào thấp thì mặc dáng dài như em này, rất là xinh luôn. Đây là một cái rất là dễ mặc, cao thấp để mặc thoải mái. Mình có thể mặc riêng một cái váy body như này không đã đẹp rồi các chị nhá. Mặc một cái váy body không đã đẹp rồi. Còn nếu chị nào mà muốn kín đáo thì mình có thể khoác cho em cái này bên ngoài nha. Đó, mặc trễ vai cho em nào cho nó xinh nhá. Mình có vừa chị ơi, mình có vừa nhá. Cái này là dáng body này, co giãn này, dưới 58 kg bao vừa luôn. Đây là set 11 nha, màu xanh này các chị ơi, quá xinh luôn. Em nói thật, màu xanh này rất là đẹp luôn. Chị nào lấy set em mặc thì bổ sung là set 11 cho em nha. Em có 4 màu này, ok chị Thu Nguyễn luôn. Chị nào lấy váy thì bổ sung là V940 cho em nhá. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng yêu luôn ạ. Để em lộn ra cho mình xem màu nha. Có 4 màu, tất cả là màu xanh này, màu nâu, màu sữa và màu đen ạ. Chị nào mà mình sợ béo thì mình mặc màu đen cho em. Rồi các chị nào mà đang xem livestream mà muốn mua hàng thì đặt hàng luôn đi ạ. Và em chỉ bán cái giá này ở trong livestream thôi. Rồi ok, chị nào mà muốn mua thì nhanh chóng nhá. Cái set này em có 4 màu nhận đâu mất rồi. Đây ạ, em có 4 màu nha, là màu sữa này, đó, set 11 màu sữa này. Họ kéo lịch vai, họ kéo lên cũng rất là xinh các chị nhá. Set 11 màu sữa này đây, set 11 màu đen lại cho chị nào sợ béo này nhưng vẫn thích gặp kiểu sexy và có cả màu nâu nha. Chị Quỳnh Hiếp ơi, cái set em mặc là 230 chị nhá, bao gồm một váy body, một áo này, 230.000 nha.
rất là xinh luôn. Chị nào cao thì mặc là dáng dài, dáng ngắn, của chị nào hơi thấp thì mặc dáng dài cho em. Rồi có lộ bụng không chị? Chị ơi nếu sợ lộ bụng thì mình mặc cho em tông màu nâu hoặc là màu đen nhá, không hề lộ bụng đâu ạ. Tại vì len này nó kẻ như này này, đó không lộ bụng đâu chị nhá. Hoặc là cái áo nó sẽ che cái bụng của mình đi, không hề bị lộ đâu chị nha. Rồi chốt cho chị rồi cô set xanh đi. Cô comment cho cháu là set 11 màu xanh đi ạ, phải có mã, có màu, có số điện thoại thì em mới chốt đơn hàng nha. Set 11 màu xanh này, set 11 màu nâu, set 11 màu đen và có cả set 11 màu sữa nha. Giá của set 11 là 230.000 nhá. Rồi em cũng phải nói đi nói lại cho chị nhớ mã nhá. Còn cái váy này nè, cái váy em mặc lúc đầu tiên là V940 nha, có vừa chị Hoài điểm nha. Cái váy này là 240 này, dưới 58 cân vừa, hàng len Quảng Châu này. V940 màu nâu này, V940 màu xám này, V940 màu đen này. I want to buy one to one một cái. Rồi em chỉ ship trong nước thôi, em không ship được ngoài nha. Rồi ok, lụa Phạm lấy xét màu xanh chất hại cho mình luôn. Rồi ok, dịu đô đô, coi thôi chứ mua đâu, thấy đẹp thì chia sẻ cho người khác coi, em cảm ơn chị nhá. Rồi nếu như mình không mua thì mình vào ngắm thôi cũng được ạ. Rồi ok chị Acosta bổ sung mã cho em nha. Em cao 1m57 chị ơi, em cũng khá là thấp thôi, nhưng cái dáng này chị nào cao thấp đều mặc rất ok nha. Nếu mình cao thì mặc hình dáng ngắn, còn thấp như em thì mặc dáng dài rất là đẹp luôn. Cho mình set 11 màu đen chốt cho em đi. Dương Thủy bổ sung set 11 đen này, số điện thoại để chỉnh hàng cho em nha. 48kg có vừa chị ơi. Ok Subin set 11 nâu bổ sung, số điện thoại để chỉnh hàng cho em nha. Cái màu xanh này rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Giang chị nào mà trắng trắng một chút mặc cái này rất là thanh nha. Ok Ngọc Trân chốt hàng cho mình luôn. Em 45kg chị ơi, cái này co giãn thoải mái mà. Cái váy lúc đầu em mặc là V840 nhá. Rồi ok chị ở lấy cái váy này thì bổ sung là V940 cho em nha. Đẹp nhưng ở trong này nóng lắm, sao mà mặc được cái này. Chị ơi yên tâm, cái này các chị trong miền Nam mua của nhà em rất là nhiều. Cái này len của nó không phải là cái dạng len nóng đâu ạ, nó không quá dày đâu nhá, nó vừa phải đâu ạ, nên là ở đâu mặc cũng rất là được các chị nha. Rồi V940 màu nâu này, em còn nhiều mẫu lắm, nhưng mà các chị phải đợi em một lát, em sẽ qua từng mẫu một nha. Để không cứ thứ nhưng qua mẫu này các chị lại bảo cho chị xem lại mẫu trước đúng không ạ. Nên bây giờ mình ngắm kỹ cho em, khi nào mình ưng thì mình comment luôn đặt hàng cho em nha. V940 màu nâu này, V940 màu sáng này, V940 màu đen này. Rồi ok Tống Hiền ơi, mặc cái set 11 màu đen hay là cái váy này màu đen ạ? Cái váy này là V940 nha. Ok chị Diệu Đô Đô em cảm ơn nhá. Rồi già da ngăm đen mặc màu gì để các bạn? Chị ơi nếu mà da mình hơi ngăm thì mình chọn cho em cái tông màu nâu này. Tông màu nâu thì không bao giờ là lỗi mốt nha. Chị nào da ngăm thì cứ chọn màu nâu cho em. Cái màu nâu này tôn da cực kỳ các chị nhá. Một set bao gồm một cái váy body xẻ sau như này này, đó, và một cái áo như này nha, mã là set 11 trên nha. Được xem hàng thoải mái chị Quỳnh Vicky nha. Ok, được xem hàng thoải mái này. Cái set em đang mặc bao gồm cái váy và một cái áo như này, giá là 230.000, mã là set 11 trên. Set 11 màu nâu này, set 11 màu đen đi ạ. Đây này đó, màu đen. Chị nào sợ béo thì cứ chọn màu đen cho em. Cái màu không bao giờ là lỗi mốt luôn ạ. Rồi cái mẫu nào màu đen cũng rất là đẹp luôn. Set 11 màu sữa chị nha, rất là xinh này, đó. Chị nào lấy set 11 em đang mặc thì bổ sung là set 11 cho em nha. Lấy váy kia thì bổ sung là V940 cho em nhá. Ok chị Diệu Đô Đô lấy nâu bổ sung số này để chuyển hàng cho em. Rồi ok luôn, Ngọc Trân em cảm ơn nha. Và các chị ơi mình nhớ để ý điện thoại trước kia, nhớ để ý điện thoại để bên gọi điện tư vấn nhá. Nếu mình mặc vừa này thì bên sẽ gửi hàng đi luôn cho mình, còn không vừa thì xin phép là bên sẽ không gửi hàng nha. Ok chị Dương Thủy em chốt hàng cho mình này. Rồi ok chị Đặng Thị Bắc này, chị nào chưa có địa chỉ thì nhanh chóng bổ sung địa chỉ cho em. Em đang mặc là V940 em đang mặc là set 11 màu xanh này đó, 230.000 bao gồm cái váy body một cái áo len luôn. V940 màu nâu này. Em 1m57 chị Linh Thủy nha. Rồi Hạnh Nguyên lấy V940 màu đen. Bao nhiêu em? Chị ơi V940 là 240, còn em mặc set 11 là 230 nha. Cái set bao gồm một cái váy một cái áo như này là 230.000 nhá. Rồi cái set này là 230.000 chị ơi. Mã là set 11 cho em. Rồi chị nào muốn xem mẫu khác thì được em tầm 3 phút nữa được không ạ? Đúng 3 phút nữa các chị nhớ em nhắc qua mẫu nha. Các chị nhớ nhắc em qua mẫu nhá. Ok Trần Duyên rất đầy đủ em cảm ơn ạ. Rồi Quỳnh Vicky lấy mẫu đang mặc bổ sung cho em là set 11 màu xanh chị ơi. Set 11 màu xanh cho em nào, phải có mã thì bên mới chốt được đơn hàng nha. Các chị nào mà chưa có mã thì nhanh chóng nhá. Mình có vừa cô lụa Phạm ơi, có vừa co giãn thoải mái cho em. Chị Thêm Đỗ sợ lộ bụng thì chọn cho em màu nâu hoặc là màu đen nha. Chị nào mà sợ lộ bụng thì mặc màu nâu hoặc màu đen nhá. Mình có vừa chơi cái này dưới 58 cân vừa thoải mái cho em. Len co giãn cực kỳ tốt ạ.
Ok, Hồng Nhung bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Chị Trần Văn Lực bổ sung cho em là set 11 đấy ạ. Đây là màu nâu chị nhá, màu nâu rất là xinh luôn. Cái màu nâu tây rất là đẹp, tôn da và không bao giờ là lỗi mốt luôn ạ. Cho chị một set nhé, chị Hiền Nguyễn ơi, mình lấy cái gì ạ? Rồi, cái set này là 230.000 mã là set 11 cho em. Bây giờ chị nào chưa có mã, nhanh chóng bổ sung mã cho em nha. Em mặc cái váy này ạ, cái váy lúc đầu em like này, đó. Cái váy này, công tiểu thư cực kỳ, nó này tay bồng này, đó, rất đẹp nha. Đây là một set liền các chị nhá. Đây set liền này, V940 màu nâu này, V940 màu xám này, và có cả là V940 màu đen nha. À, rồi ok chị Thùy Hiền Trân, mình lấy cái gì ạ? Rồi ok chị ở lấy set 11, em đang mặc thì bổ sung là set 11 cho em nha. Lấy cái váy này thì bổ sung là V940 cho em nhá. V940 màu nâu 240 này. Ok nào, à, chị My Lê biết thôi, thử cái set màu sữa hay là cái váy này ạ? Rồi cái này là 240 chị nhá. Mã là V940. Chị Linh Thủy ơi, có được xem hàng trước cái thanh toán luôn. Rồi em mặc lại cái này màu nâu nha, em chưa mặc cái này màu nâu, em mặc cho các chị xem nha. Được xem hàng thoải mái luôn. Chị nào bây giờ chưa có địa chỉ thì nhanh chóng bổ sung địa chỉ cho em nhá. Em cảm ơn các chị ạ. Rồi em mặc sang cái V940 màu nâu cho các chị xem, quá là xuất sắc nhá. Rồi em sẽ mặc set váy đây. Chị nào lấy set váy thì nhanh chóng bổ sung cho em là V940 đi ạ. Giá chỉ 240.000 thôi nha. 240 nhá, dưới 58 con lẻ bao vừa đẹp cho các chị yêu luôn ạ. Đó, rồi cái này thì tuyệt vời rồi. Đây, cái này quá là tiểu thư luôn, tay bồng bềnh rất là đẹp các chị nha. Mã là V940 cho em nào. À, rồi ok chị Trần Thị Vân để em đắt nhá. Có kéo kín vai được không em? Có kéo được chị ơi, đi ra với em kéo lại sang thôi. Còn nếu mình không thích hỏi, mình kéo kín vai lên cho em nha. Rồi ok chị Mai Lê biết, giống váy chị đang mặc mà màu sữa, chị thử với em mới. Ok chị Mai Lê, đợi em 2 phút nha. Rồi V940 các chị ơi, màu nâu này. Đó, mặc lên dáng đẹp cực kỳ luôn, rất là xinh luôn ạ. Mã là V940, em có 3 màu các chị chọn nha. V940 màu đen này, V940 màu xám này, và em mặc là màu nâu nha. Cái set liền các chị, em mua set liền rất là xinh luôn. Cái này dưới 58 cân, chị Linh Nguyễn đợi em 2 phút nha, các chị đợi em 2 phút nào. Thì vừa nãy em chưa mặc cái mẫu này màu nâu nên chị nào đặt màu nâu rồi ngắm kỹ cho em nha. V940 màu nâu này 240 nha các chị nhá. Mã là V940 cho em có 3 màu, màu xám này, màu đen này, mà có cả là màu nâu nha. Rồi chị nào lấy bổ sung cho em là V940 nhá. Rồi V940 chị ơi, 240.000. Chất liệu len cao cấp này quá là xinh luôn, len Quảng Châu co giãn nha. Và em cam kết mình quay máy giặt thoải mái cho em nhá. Rồi em vừa bị rơi cái điện thoại. Ok Quỳnh Hoa chốt hàng cho mình luôn. À, set khi nãy là mã số 11 hay về. À, chị ơi Tống Hiền ơi, cái vừa nãy là set 11 nha, màu khác đi con ok luôn. Rồi ok chị ơi, lấy cái này thì bổ sung là V940 nhá. Bây giờ em qua mẫu nha. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu váy kẻ cho chị nhá, một cái mẫu váy kẻ như này nhá. Rồi chị ơi lấy váy mặc thì là V940 nha. Set thì là set 11 này. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu mới nhá. Cái mẫu mới với giá là 220.000 nha. Chị nào lấy set thì là set 11 nhá. Lấy váy màu nâu em vừa mặc thì là V940. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu váy len kẻ mới ạ. Rồi một cái mẫu váy len kẻ đây ạ. Đó, váy len kẻ thiết kế cái này đi làm thoải mái nhá. Cái này có cổ, có cúc đi làm thoải mái cho em nhá. Set lúc nãy là mã số là set 11 ạ. Ok chị Linh Thủy chốt hàng cho mình nha. Rồi đầu em chưa gội. Rồi các chị ơi đây các chị nhá. Các tình yêu ơi đây này, một cái váy body kẻ nhá, có cổ như này này, có thể mặc đi làm thoải mái cho em. Mã là V840 ạ. Cái này là V840 nha. Nội thành ship nhận hàng trong ngày chị Hiền Nguyễn ơi. Có váy suông chị đợi em một lát nhá. Rồi chị lấy cái V840 này bổ sung trên nha. V840 các chị nhá, 220.000 này, len kẻ thiết kế có cổ có cúc mặc đi làm thoải mái luôn. Em có 4 màu, V840 màu đen ạ. V840 màu sữa này, V840 màu xanh này. Ok chị chính là em đấy đã nào. Set 11 màu xanh đầm hay là xanh đậm, xanh nhạt chị Quỳnh Vicky nha. Ok Tống Hiền chốt hàng mình luôn. Rồi ok nội thành Hà Nội thì nhận trong ngày cho em nha. À, rồi ok chị Tống Hiền chốt hàng cho mình rất đầy đủ nhá.
Ok chị luôn. Rồi ok chị lấy cái váy đang mặc không ạ? Mã là V840 nhá. Chất liệu là len cao cấp này. Len cao cấp co giãn 4 chiều với chị nha. Có cổ có cúc mặc đi làm thoải mái cho em. Mã là V840 ạ. V840 màu sữa 220.000. V840 ạ. Ok chị Thủy Hiền Trần lấy V940 màu nâu chốt hàng mình luôn. Rồi V840 màu đỏ đi ạ. À, có một cái váy dáng xòe các chị nhá, váy xòe này. Đây này, đấy, mã là V851 cho em nha. V851 thiết kế xòe như này nha. Dưới nó 60 cân bao vừa luôn, cái này 60 cân vẫn vừa nhá. Mã là V851 cho em nha. V851 màu sữa này. V851 màu đỏ này. V851 màu xanh nha. Giá là 250 ạ. Rồi ok, đây là V8, em mặc là V840 nhá. Tay em cầm là V851 này. Các chị ơi mình nhớ mã cho em nha. Rồi các chị có thích áo vest không ạ? Áo vest bên bán này, bán cả áo vest nha. Áo vest là 160.000 một cái nhá. Áo vest là 160.000 một cái này. Áo vest chất liệu tuyết mưa rất xinh nha. Mã là H1 cho em. H1 màu sữa này, đó 160.000 này. H1 màu đỏ 160.000 này. H1 màu hồng đỗ nha, 160.000 ạ. H1 màu nâu 160.000 ạ. Rồi màu đen 160.000 nha. Ok Thu Hà Trần chốt hàng mình luôn. H1 nhá, áo vest mã là H1 cho em, giá là 160.000, hồng phấn đấy ạ. À, và có cả là màu cam chị nhá. Đúng rồi chị Linh Nguyễn ơi, váy em đang mặc là váy len chị nha, toàn bộ váy em đều là len luôn. Còn áo vest là chất liệu vải tuyết mưa, mã là H1 cho em nhá, 160.000. Rồi em qua một cái mẫu váy rất là nhẹ nhàng các chị nha. Một cái mẫu váy nhẹ nhàng đơn giản này, một cái mẫu váy kẻ đơn giản nhá, giá thì cũng rất là ok luôn. À, rồi áo len kẻ ngang màu nâu bên kia cho mình xem. Rồi chị ơi bây giờ em sẽ đây đúng không ạ? Đúng không? Đây có phải chị hỏi cái này không? Bây giờ em sẽ qua cái mẫu này cho mình xem nhá. Rồi em sẽ qua cái mẫu này, các chị đợi em 2 phút nha. Cái mẫu này hiện tại nhà em đang sale sốc luôn, 160.000 nha. Mã là V834 ạ. Chị Trần Thị Vân ơi, mình lấy mẫu nào hả chị? Bây giờ em qua một cái mẫu nhà em đang sale rẻ nhá, 160.000 luôn. Chị nào lấy cái mã này, bổ sung mã này cho em nha. Chị nào mà muốn mua cái gì thì nhớ comment mã cho em với ạ. Tại vì nhà em nhiều mã lắm. Đó, nhiều mã lắm ạ. Đây các chị ơi, đây nè. À, đang sale còn 160.000 thôi, 160.000 nha. Mã là V834, 160.000, thiết kế cổ V này nó. Và xẻ bên hông như này nha. Mình có thể mặc xẻ bên trái hoặc xẻ bên phải tùy mình các chị nhá. À, ok, áo vest ok chị luôn. Chị nào lấy cái em đang mặc thì bổ sung là V834 cho em nha. Giá là 160.000 nhá. 160.000 và chỉ bán trong livestream thôi. Mã là V834, có hai màu đen và nâu nha. Rồi ok, áo vest đen giơ lại nhá. Áo vest này, màu sữa ạ. Áo vest mã là H1 các chị nha. Ok, chính là em lấy V834 màu gì chị ơi. Em có màu đen với cả màu nâu đẹp. Em cảm ơn chị Phương Thùy nha. Áo vest này các chị ơi, hàng như em thì chỉ có đẹp thôi. Có đẹp thì em mới bán cho các chị đúng không ạ. Rồi H1 màu nâu này, em 45kg chị nhá. Em 45kg, nè đó. H1 màu sữa này, rồi H1 màu đen này. Mẫu đẹp mặc gì cũng đẹp. Em cảm ơn chị Lào cũng nha. Rồi màu hồng đỗ này. Ok, chị chính là em luôn. Màu nâu các chị nhá. Cái màu nâu này, màu đen ạ, màu hồng phấn này, và có cả là màu cam nhá. Rồi các chị ơi, em khoác thử vest cho mình xem nha. Tại vì em đang mặc cái này, em khoác vest nó không đẹp ý ạ. Em đang mặc cái váy này nó không hợp với áo vest ý. À, cái này mình phải mặc với cái kiểu khác nha. Rồi ok chị Trần, em khoác vest vào cho mình xem nhá. Đó, áo vest này chị ơi. Áo vest này thì mình mặc với chân váy hoặc là quần vest ghi cho em nha. Hoặc chân váy xòe hoặc chân váy bút chì nha. Rồi áo vest đấy các chị nhá. Mua rồi được mua, nó không được mua chị ơi, mua thoải mái cho em. Ok Thắng Nguyễn, H1 màu sữa cho chị nha. Bổ sung phiến hại để chị nhà cho em nào chị yêu. Áo vest đấy các chị ơi, áo vest ôi xinh thế. Váy bên trong chỉ có 160 thôi. Áo vest cũng 160.000 nha. Váy bên trong mã là V934 nhá. Chị nào chưa có địa chỉ thì bổ sung địa chỉ cho em. Áo vest các chị ơi 160.000, mã là H1 ạ. Áo vest 160.000 chị nha, mã là H1 cho em. H1 màu đen này. Chị bảo em mặc đẹp, chị mặc có đẹp như em không? Có chứ, chị mặc phải đẹp hơn em chứ, em mới dáng bình thường thôi. Rồi chị Hạnh, đương nhiên chị đã mặc đẹp hơn em rồi. Các chị cứ comment chiều cao cân nặng đi, em sẽ tư vấn cho mình xem có vừa không nhá. Áo vest là 160 này, rồi thử màu cam. Ok chị. Các chị cứ comment thoải mái em thử cho các chị xem luôn. Khi nào mình ưng thì mình mua đúng không ạ? Mình mất tiền mua thì mình mới mua cái váy ấy. Nó vừa vặn, nó đẹp với mình đúng không ạ?
áo vest là 160 các chị nha. Đó. Áo vest không có cúc chị ơi, thiết kế là khoác nha. Nhưng nếu mình thích thì mình thử đi đơn cho em, nhưng mà cái cúc ở ngay đây cũng được nhá. Và có túi này, áo vest chất liệu chất mưa nhá. À, rồi cái này 68 kg không vừa, cái này chỉ dưới 58 kg thôi ạ. Dưới 58 kg là em bao vừa nha. Váy em mặc bên trong là V834 này, mình có vừa chị Thống Nguyễn này, vừa đẹp nhá. Ok, Nguyễn Hà lấy set 11 màu đen luôn. À, cái nó mặc dưới 58 kg vừa chị nha. Cái len em nó mặc vừa phải, không quá dày đâu. Cái len em mặc thì cái này hơi mỏng hơn so với những cái loại len khác của nhà em. Tại vì đây là len mịn. Len mịn nên nó mỏng hơn so với những cái len vừa nãy em thử nhá. Cái này đương nhiên nó sẽ mỏng hơn rồi, cái này nó chỉ để mặc bên trong thôi ạ. Nó mặc để phối đồ nhá. Áo váy len bên trong là V834 160 ạ. Đầm len vải vừa phải không quá dày đâu ạ. Ok, Trần Nhung lấy về. Đây là V834 chị ơi. Em cảm ơn chị Tương Vương Tam Quang nha. Rồi mình có vừa Tuyết Nhi nhá, 160.000 chị nhá. Áo váy len là 160.000, có hai màu, mã là V834 nha. Áo vest là 160.000, mã là H1 cho em nhá. Rồi cái này là V834 màu nâu này, em mặc là V834 màu đen này. Áo vest là 160.000, mã là H1 cho em nha. Rồi em chào chị Như Bích nha, chị Như Bích ơi, mình có thích cái gì không ạ? Cái váy len này thì vải vừa phải đó ạ, không dày đâu chị ơi. Cái này không dày lắm đâu. Cái hàng này là không dày lắm. Có váy đuôi cá không con? Chị có váy đuôi xòe thôi ạ. 57 kg mình có vừa Thanh Hải nha, chị có váy xòe thôi cô ạ. Váy xòe như này thôi ạ. Đó. Không có đuôi cá mà chỉ có dáng xòe như này nha. Cái váy này là V851 nhá, V851 ạ. Cửa hàng em ở Hà Nội chị Linh Thủy ơi. Em ở số 70 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chị nha. À, len cái váy em mặc thì là vừa phải, không quá dày này. Còn cái này là dày và dày dặn đi ạ. Cái này là V851, giá là 250 ạ. V851 màu sữa này. V851 màu đỏ ạ. Và có cả là V851 màu xanh ạ. 250.000 ạ. Rồi chị nào lấy áo vest thì bổ sung mã là H1 cho em nha. Váy em mặc là len vừa phải, len mịn các chị nhá. Giá là 160.000, mã là V834. Em có hai màu, màu đen và màu nâu, dưới 58 kg em bao vừa luôn. V834 màu đen này, V834 màu nâu, 160.000 thôi ạ. Chị ơi cái váy này mẫu nhà em 40 kg thoải mái, áo vest 40 kg cũng thoải mái cho em luôn. Tất cả mẫu nhà em 40 kg thì rất là thoải mái các chị nha. Hàng bao đẹp luôn rồi, mặc cái body có cổ. Mặc cái xanh body có cổ. Chị ơi đem lát nhá. Vest 160.000 chị ơi, ship nội thành Hà Nội là 20.000 này, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Nếu chị lấy thêm áo vest nhưng khi thử không đẹp thì chị ơi. Chị ơi mình ngắm kỹ cho em nha, hàng bên cho mình mở hàng ra kiểm tra thoải mái luôn. Nếu mình ưng thì mình đặt hàng cho em chị nhá. Và mình đặt hàng rồi mình mở hàng ra ưng thì em cam kết là nó sẽ như cái gì em cho mình xem livestream rồi. Body cổ kính có không? Rồi có body có cổ các chị nha, body có cổ này. Đó, body có cổ này. Body kẻ có cổ nha, mã là V840 có 4 màu ạ. V840 màu sữa này, V840 màu xanh ạ, V840 màu đỏ ạ. Và có cả là màu đen nhá. Váy xéo. Váy xéo là váy gì ạ? Váy em đang mặc là 160 nhá. Váy em đang mặc là 160.000 này. V834 160 này, ôm body nha. Cái len này là len mịn nên nó không quá dày đâu ạ. Không biết là mặc cái gì nữa cơ. Theo có một cái set mới cho chị nhá, không có set thì được không? Hôm nay bán hết cả kệ luôn. À, rồi Nguyễn Hạnh lấy màu đen bổ sung sớm hại để chị hàng cho em nha. Chị Thu Hà ơi mặc cái gì màu đen nào? Áo vest là vải tuyết mưa chị Đặng Thị Bắc nha, áo vest vải tuyết mưa dày dặn. Rồi em có một cái set mới với chị nhá. Qua set mới được không ạ? Rồi chị lấy váy em mặc thì bổ sung là V834 cho em. Bây giờ em sẽ có một cái set mới này, hôm nay quá là trời là nhiều mã luôn. Chị nào mà không mua được cái gì nữa thì em cũng hết biết đường mà giới thiệu luôn rồi đấy ạ. Tại vì đi hết cả một cái dãy hàng của nhà em luôn rồi. Em sẽ qua một cái set mới với chị nhá, set này khá là ngắn. Set bướm. Rồi bây giờ em sẽ qua một cái set bướm rất là xinh luôn. Set bướm nha. Ok chị Nguyễn Hạnh luôn. À, rồi coi yếm đi chị Linh Linh đợi em lát nha. À, V840 giá bao nhiêu ký mặc vừa? V840 là 220.000 ạ, dưới 58 kg vừa. Ok Trần Nhung, V834 màu đen chất hàng mình luôn. Rồi hoặc có set mới rồi các chị ơi, một cái set rất là xinh luôn này, set bướm các chị nhá. Bao gồm cái chân váy này, nó một chân váy có thể kéo cao thấp này, tùy vào chiều dài của chân mình. Một cái áo len bo ở gấu này đấy, mình có thể gấp lên để tạo độ bộng bềnh cho set nha. Body màu xanh có cổ, chị Thu Hà Trần ấy là V840 nhá. Ok chị Hương Hoàng chốt set 11 dùng mình nhé. À, chị Hương Hoàng bổ sung cho em mình lấy set 11 màu gì ạ?
có thấy thi này các chị có nhìn thấy em không? Rồi set 11 các chị ơi, set 02 ạ. Set 02 màu đỏ, cái này là 220.000 nha. Đây là set bướm các chị nhá. 220.000 có 4 màu, mã là set 02 cho em nha. Rồi chị Thu Hà chờ nó đấy là V840 màu xanh nhá. Mình đợi em một lát nha. Mình có để vào cái livestream trước mình xem em được không cái mẫu đây không chứ em có like rồi. V8 đây là set 02 màu đỏ này. Chị Thu Nguyễn chị ok chị Thu Nguyễn luôn. Rồi cái bạn mặc bao nhiêu? Cái mặc là 220.000 chị ơi. Một set len này, len mềm mịn này đó. 220.000 ạ. Mã là set 02 cho em nha. Set 02 màu đỏ này, set 02 màu xám này, set 02 màu sữa này và có cả là màu đen nhá. Giá là 220.000 ạ. 220.000 nha, set bướm mã là set 02 nhá. Rất là xinh luôn. Dưới 58 kg là em bao vừa nha. Ok Thu Nguyễn luôn ạ. Chị nào lấy set này bổ sung là set 02 cho em nhá. Ai gọi nhớ đấy. Ok chị Hương Hoàng chốt hàng mình luôn ạ. Tuyết Nhi ơi, cái mặc là set 02 nha. Chị lấy set mặc thì bổ sung là set 02 màu đỏ này. Kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em. Cái set này em có 4 màu nhá. Màu đỏ này, set 02 màu đỏ này, set 02 màu sữa này, set 02 màu sữa, màu xám ạ. Đây là màu sữa này. Và có cả là màu đen nha. Má là set 02 cho em nhá. Rất là xinh luôn. 220.000 ạ. Chị lấy bổ sung là set 02 cho em nha. Rất là đẹp ạ. Đó. Ok chị lấy set 02 và V840 nhé. Ok mình bổ sung số điện thoại địa chỉ cho em chị yêu nha. Rồi các chị ơi nhanh chóng comment đặt hàng cho em nhé. Đây là set 02 màu đỏ 220.000. Dưới 58 kg là em bao vừa đẹp luôn. Hàng bên gửi thì mình có thể mở hàng ra kiểm tra thoải mái cho em nha. Có thể mở hàng ra kiểm tra thoải mái luôn ạ. Rồi cái váy đầu tiên em like là cái V940 240 nhá. V940 là cái set yếm này, cái set yếm len liền nhá. 240.000. Mình có vừa chị Nguyễn Trà nha. Ôi rơi điện thoại em. Ok chị Ngọc Lê Phan xuất hàng cho mình V840 màu đỏ luôn. Lấy cái em mặc thì là set 02 chị nhá. Đây ạ. Đây là V940 nha. Cái set yếm len liền là V940 nhá. Kiểm tra hàng rồi mới nhận nhé. Ok thoải mái đi ạ. Rồi Tuyết Nhi, mình bổ sung trên là set 02 đi chị nha. Là gì Bình Thuận. Rồi bổ sung set 02 trên nha. Cái này là V940 nhá. Giá là 240 cho em. Hàng len Quảng Châu này. V940 ạ. 240.000 nha. V940 màu nâu này. V940 màu xám này. V940 màu đen nha. Ok chị Thanh Hải, mình bổ sung số này để chỉnh hàng cho em đi ạ. Mình có vừa nhá. Rồi ok, Lan Trần ơi chị chốt cái gì mình bổ sung mã cho em nhá. Tại vì rất là nhiều comment nên có thể em chưa đọc kịp comment các chị nha. Các chị thông cảm cho em ạ. Chị nào đặt hàng thì cứ bổ sung đầy đủ mã màu số này để chỉnh hàng cho em. Chốt đơn hàng cho mình nha. Đây là V940 màu nâu ạ. Ship về Cần Thơ là 30.000 chị gái nhá. V940 màu nâu này, V940 màu xám này, V940 màu đen nha. Mét 50 mặc có dài lắm không em? Chị ơi không dài đâu ạ. Cái set này ngắn mà, set này dành cho những chị ngắn mà. Mình có thể kéo cao chân váy lên thoải mái mà. Kéo cao chân váy thoải mái cho em nha. Chị lấy set thì là set 02 nhá. Váy thì là V940 nha. Em đây Thi ơi, mình ngóng muốn gì mình cứ comment đi, em sẽ trả lời mình nhá. Ok chị Ngọc Lê Phan à, rồi chị Ngọc Lê Phan ơi, màu sữa mình nhìn giúp em nha. Tại vì em lười hay quá. Em này, màu sữa này. Đó, màu sữa nhẹ nhàng mà. À, không, mét 50 không dài đâu chị ơi. Cái set này nó khá là ngắn mà. Cái này dưới 58 kg em bao vừa luôn. Ok Thanh Hải, em cảm ơn.
ơn nhá. Rồi Thanh Hương ơi, cái này dưới 58kg vừa cho em, len co giãn thoải mái. Ok chị Phương, Santa lấy V940 màu xám bổ sung địa chỉ hàng cho em ạ. Chị nào chưa có địa chỉ nhanh chóng bổ sung địa chỉ cho em nha. Cứ chị gửi địa chỉ cho em thế nào. Chị ơi mình comment luôn ở trên này đi ạ, comment luôn ở trên livestream cho em nhá. Lát nữa em sẽ gọi điện tư vấn cho mình luôn. Chị nào mà chốt đơn hàng rồi thì nhớ để ý điện thoại cho em nha. Để em có thể gọi điện tư vấn kỹ hơn cho mình này để xem mình có vừa không nhá. Yếm mét 50 có dài không? Ôi rồi, cái yếm đây là dáng ngắn mà chị ơi, cái yếm dáng ngắn mà không dài đâu ạ. Mét 50 mình mặc chạm đầu gối cho em nha, chạm đầu gối thôi, rất là nhẹ nhàng dễ thương này. Yếm mã là V940 cho em nha, tay bồng bềnh này, đó. Tay bồng bềnh như này các chị nhá, tay bồng bềnh đó, rất là xinh luôn. Cái yếm này thì đúng là một siêu phẩm rồi. V940 màu nâu này, V940 màu xám này, V940 màu đen nha. 240 ạ, 240.000 mã là V940 nhá. Comment luôn cho em cả số điện thoại nha. Ok chị V810 màu đen luôn. Rồi áo nào của chị Dương Hồng Lan ơi, cái set em mặc là 220.000 mã là set 02 này. Còn cái yếm này nhá, yếm liền này này là V940 giá là 240 ạ. V940 màu nâu này, V940 màu xám này, được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Và bên cho mình kiểm tra hàng các chị yên tâm nha, cam kết chất lượng mình mua lần này còn lần sau ạ. V940 màu đen ạ. Có thấy Thi à? Mình có nghe thấy em nói không? Mình muốn hỏi gì mình cứ comment đi, rồi mời thấy mình chị nhá. Ok chị O, chị Lê lấy V940 nâu bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Rồi cái set em mặc là 220.000, set bướm mã là set 02 nha. Còn cái váy này là V940 nhá. V940 240.000, thiết kế tay bồng bềnh này, đó rất là xinh luôn. Váy tiểu thư công chúa rồi, V940 màu nâu này, V940 màu xám này, và có cả là V940 màu đen nha. Thi mình hỏi gì mình comment lại với em với ạ. Chị nào lấy thì bổ sung cho em mã màu, số điện thoại, địa chỉ hàng nha. Hôm nay em đặt hàng mình, hôm nay em đặt hàng mà chị chẳng thấy em. Có thấy Thi này mình đặt cái gì mình comment lại cho em nhá. Áo len lúc nãy chị cầm mí. Áo len nào em cầm mí? À cái set này á. Chị ơi đây là một set chị nhá. Một cái set này bao gồm cái áo và cái chân váy nha, không phải là áo riêng đâu. Em bán theo một set nhá. Đây đúng ạ. Set 02 giá là 220.000 nha. Thi mình đặt hàng mình đặt mã gì mình comment lại cho em với ạ. Có thể là do bị ẩn comment đấy, rất là nhiều comment luôn, em đọc không kịp nha. Set 02 màu xám này, set 02 màu đen ạ, và có cả là set 02 màu sữa nha. Đây là cả một áo một chân váy chị nhá, một áo một chân váy này 220.000 mã là set 02 cho em nha. Hàng len co giãn dưới 58kg bao vừa đầu mình luôn. Rồi chị nào lấy cái gì bổ sung mã màu, số điện thoại, địa chỉ hàng cho em nha. Rồi các chị ơi nhanh chóng comment đặt hàng cho em nào. Giá của cái set em mặc là 220.000 nhá. Rồi nếu như mà không có chị nào thắc mắc gì nữa này thì cho phép em được kết thúc cái live stream ở đây nha. Em xin hẹn gặp các chị vào cái live stream tiếp theo của bên này và live stream ngày mai của bên nhá. Em chúc các chị ngủ ngon này và xin tạm biệt các chị ạ. Dạ đúng rồi chị Tống Hiền nha.